Hello. Chào anh. Có ghen không em? Dạ, ớt nào mà ớt không cay, gái nào mà gái không hay ghen chồng không? Có đánh đá không? À, dạ không, em hiền dữ lắm. Em hiền như ma sơ vậy đó. Anh nhìn mặt em là anh biết là phúc hậu. Quyền Linh và Cát Tường rất vui chào đón các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Em á là lần đầu tiên ta gặp nhau, ta hẹn chỗ nào cho nó lãng mạn? Tùy cái sở thích của mỗi người. Sở thích em thích sở thích em hả? Em thích hẹn ở một cái quán cà phê sang trọng, đèn mờ. Thôi, đèn anh mờ, thích, đèn cây. Nhau gặp ở hồ bơi cho nó mát. Gì vậy? Hỏi mỗi người một cái thích mà đúng không? Okay, rồi vậy thôi. Chúng ta sẽ gặp hai cặp đôi ngày nay để xem. Hỏi coi, hẹn hò ở chỗ nào? Chính xác. Anh thích là hồ bơi. Rồi xong. Hả màn xuất. Anh kỳ quá. Để màn xuống. Chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai ngày hôm nay. Xin mời. Hello. Chào bạn. Đại chứ láng dữ ha. Láng cao quá ha. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tiến Trung. Tiến Trung. Năm nay em 30 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Mời em. Chào em tên gì nè? Dạ, em chào chị, em tên là Bảo Hà. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi, hiện dạ. Giờ Hà đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang là hướng dẫn viên du lịch. Năng động trẻ trung vậy mà chưa có người yêu hả? Dạ, đúng rồi chị. Dễ gì cũng có, nói vậy thôi, giấu cho chắc chắn là có rồi đúng không em? Dạ, thì cũng từng có thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ là không có. Từng có bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng được 9 tháng rồi. 10 ngày nữa luôn đi rồi hả? Em cũng tính để 10 ngày nữa nhưng mà nó kỳ quá. Tại sao bạn ơi biết chơi đến với chương trình này? Dạ đó là do mẹ của em với lại là chị gái đó thì có ngồi xem chương trình và thấy là cái chương trình này rất là hay. Còn em thì suốt ngày cứ bận bịu với công việc rồi cứ di chuyển tới lui đó, không có thời gian để hẹn hò hoặc là gặp những cái người mà đối tượng mà gia đình mong muốn. Cho nên là mẹ cứ hối thúc là đăng ký tham gia đi con, đăng ký tham gia đi. Có nghĩa là mẹ muốn em lập gia đình. Dạ đúng rồi ạ. Mới có 22 tuổi cũng đâu có chưa có đến nỗi là quá tuổi mà. Dạ nhưng mà ở dưới quê á là non lắm, tại vì bạn em á là mới 20 tuổi thôi, lúc mà 20 tuổi thì bạn em đã bồng con rồi. Và có một ngày đẹp trời lắm, em đang đi làm thì mẹ mới gọi điện là con ơi tại sao mà con không bằng người ta. Em mới hoảng hốt, em mới nghĩ ra tại sao mà mình có cái gì mà không bằng người ta. Có nghĩa là mẹ rất muốn lập gia đình. Dạ đúng rồi. Mà em có mấy chị em? Dạ có tới ba chị em lận. Rồi mấy người kia là lập gia đình hết chưa? Dạ chưa. Ồ giờ hôm nay đến đây là có đến đây ủng hộ em không? Dạ có. Mẹ có đi không? Dạ mẹ thì do ở dưới quê xa với lại đâu ba chị của em đâu? Dạ hai chị của em đang ngồi ở đây. Hai người chị của em đây. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn ở trường quay. Em tên là Ngô Thị Bảo Ngọc, chị của bạn Bảo Hà. Sẽ hỏi một tí là em của bạn thì là chưa lập gia đình mà mẹ đã hối thúc như vậy thì bạn chắc ở nhà cũng bị hối thúc lắm hay sao? Dạ cũng có chị. Thì tại sao bạn không tham gia trước mà để em tham gia trước? Dạ em nhỏ tuổi, tuổi trẻ tài cao, đăng ký trước. Nếu mà em được thì chị làm nốt luôn. Chưa, em có hiểu lý do tại sao mẹ lại muốn chị em có chồng sớm không? Đến tuổi ở dưới quê là cũng 23, 24 là phải lên xe bông hết rồi mà sao tụi em giờ còn ế, và hàng xóm người ta cũng nói qua nói lại nữa. Tức là sợ bom trong nhà nổ chậm đúng không? Dạ đúng rồi, ngày nào cũng ra nhắc hết. Hôm nay là đi theo ủng hộ em thì mẹ có dặn dò gì trước khi đi không? Có, là kêu là lên coi cho em mình, coi cái người đối tượng đó là có được hay không rồi. Rồi nhìn sơ sơ đi, nhìn thấy được không? Dạ nhìn thấy được đó. Còn tính cách thì không biết có được hay không. Rồi chờ chút xíu rồi vậy đi. Cảm ơn bạn. Thấy chưa, thấy bên kia đi ủng hộ hùng hậu chưa? Dạ. Mấy chị em là ủng hộ, là bên kia là mẹ muốn con gái có chồng lắm rồi đó. Còn đây mẹ bạn cũng muốn bạn lấy vợ chưa? Cũng muốn nhưng mà nói chung là không có hối thúc anh. Không hối thúc dạ, hả? Không hối thúc. Nhưng bạn có muốn chưa? Dạ cũng muốn. Mẫu người của bạn là như thế nào? Mẫu người của em thì thân hình cân đối, nữ thì khoảng tầm 1m6 là được rồi. Còn tính cách thì là được rồi. Rồi khuôn mặt thì dễ thương. Thôi nhiều quá. Rồi bây giờ bên đây cao mắt bao nhiêu, bên kia là phơi muốn 1m6 đó. Em xin thông báo cho anh bên ấy biết là em không đáp ứng được cái chiều cao của anh là 1m6 mà vì em tới 1m63 lận. Quá dữ, quá dữ. Bây giờ muốn hẹn hò thì bạn thích hẹn hò ở đâu? Dạ nếu như mà hẹn hò thì đi xã Phú. Cái gì vậy?
Tại sao? À, tại vì từ đó giờ em chưa có đi sở thú. Từ đó giờ chưa đi sở thú? Dạ, em muốn vô, hai đứa dẫn nhau vô ngắm thú lạ chơi. Bình thường á, nếu như mà các bạn trai muốn rủ các bạn nữ đi thì suốt ngày chỉ là đi uống cà phê thôi. Cho nên á, là bây giờ mình phải cái gì đó nó mới lạ hơn chút. Bạn có thích vô sở thú hẹn hò không? Sở thú hả? Nếu mà bạn thích thì em chở đi. Hẹn hò luôn cũng được. Cái tật xấu của bạn là gì? Hay quên với lại hay làm biếng. Hay làm biếng là sao? Dạ là có nghĩa là không được làm xem á chị. Trời đất ơi, có nghĩa là ở nhà là toàn, ở nhà là toàn là mẹ với chị gái làm hết. Đa số là cái thời gian của em là đi tour, cho nên là nhiều lúc em cũng muốn làm lắm, nhưng mà mẹ nó thấy đi về làm mệt rồi thôi nghỉ đi con. Rồi là quần áo rồi này kia tất cả mọi thứ là mẹ giặt mẹ lo. Dạ hết không, cơm nước mẹ lo. Quần áo thì có máy nó làm rồi. Vậy thì hàng ngày bạn làm được những cái việc gì? Có, em có thời gian ví dụ như những cái mùa cao điểm thì em sẽ đi liên tục như vậy, có khi một tháng thì em chỉ rảnh được có chừng 3-4 ngày thôi. Còn đối với những cái mùa mà rảnh như thế này nè thì em ở nhà em sẽ phụ mẹ làm việc nhà hoặc là nhà bếp nấu đồ ăn như thế nào đó. Em thích người bạn gái của em làm biếng không? Làm biếng thì cũng tùy chuyện anh. Ví dụ như làm biếng thì nhiều khi mình phụ được, tại vì bạn cũng làm bên du lịch thì em cũng biết là du lịch thì cũng rất là bận rộn. Bây giờ là lấy vợ về là em giặt quần giặt áo cho con uống sữa rồi nói chung là giặt tả rồi làm hết giờ em ngủ đó, em chịu không? Cái đó thì máy giặt nó giặt nha, không lo. Con cái sao? Con cái thì em lo thay, thay nhau chăm. Ông vợ em không chăm, vợ bên kia làm biếng lắm, nó không có chăm gì trơn á. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý luôn hả trời đất ơi? Trời đất ơi, cái gì mà muốn vợ dữ vậy trời? Vợ dữ vậy trời. Em có sở trường gì đặc biệt không? Nó nói về năng khiếu chẳng hạn như là ca hát nè. Còn là thể thao là đánh cầu lông hoặc chơi đi da. Còn điểm yếu của mình là gì? Chắc là nấu ăn. Nấu ăn hơi dở. Đâu hát thử, hát thử bài bên này nghe coi có cảm được không nè. Dạ thì em xin tặng bạn bài hát Chót Yêu. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngỡ trong hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho chuyện tình chúng ta, vì là con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Đó, bạn gái bên đó hát được không? Bạn có hát được không? Dạ. Bạn gái đáp lại bài đi. Em cũng sẽ hát gửi tặng ảnh cũng như tất cả mọi người trong trường quay một đoạn của bài hát rất là nổi tiếng của MTV Sơn Tùng. Rồi. Nhưng mà do không có nhạc cho nên là sẽ hát theo cái cách của em. Rồi, hát theo cách của em. Đừng vội vàng hay là anh cùng ngày hôm qua. Đừng hay là anh cùng ngày hôm qua. Yeah, 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 yeah. Đừng bỏ mặc em một mình nơi đây. Da, 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 da. Dừng lại và xoa nhẹ đi kia. Nói chung là hai người quen nhau về hát hoài là cũng được à. Rồi bây giờ câu hỏi câu cuối cùng trước khi qua nhìn mặt cho bạn nè. Rồi bây giờ bạn thích cái mẫu người lý tưởng của bạn là sao để chị qua chị coi mặt nè. Tất nhiên phải cao hơn em. Tại vì em đã 1m63 rồi. Ít nhất thì cũng phải được 1m7. Tại vì em hay mang giày cao gót á. Rồi đó. Càng quá. Bên đây khó hát luôn. Rồi, cái nữa đó là phải nhiều tóc. Thôi được rồi, cái đó đủ rồi để đi qua coi. Nhiều tóc hả? Đây láng lứt không nhờ bén lắm à. Sáng nó chảy dầu dừa láng ót à. Ta nhiều mà ta nhiều ở đằng sau. Ở đằng trước ta không nhiều. Cũng được vậy, cũng này là cũng lừa tóc. Thừa phía trước à. Em cho mét, mét mấy? Dạ mét 68. Gần được mét 7 rồi ha. Ừ. 5 phân cũng được. Cũng được. Đẹp trai. Sáng mấy con rùi đậu rớt rồi chết rồi đó. Đậu anh cái gì mà người ta hoài thấy cũng dễ thương mà. Đẹp trai. Tóc nhiều như anh mà có dễ thương gì đâu. Chúc mừng em nha, hy vọng là em sẽ tìm được một người bạn gái như ý muốn. Hẹn quán hẹn sở thú nha. Em sợ nhất điều gì hả? Thì mấy cái điểm của em đưa ra thấy khó quá, nó không trúng phụ chứ nữ sao. Em sợ nhất là đánh đá, ghen quá sớm. Tóc ghen thì quá sớm. Ghen dừa dừa thì ok, nói chung là cũng dễ thương. Sợ đánh đá nè, sợ ghen quá trớn nè. Dạ. Để anh xem coi, có ghen không nha. Hello. Chào anh. Có ghen không em? Dạ, ớt nào mà ớt không cay, gái nào mà gái không hay ghen chồng không? Có đánh đá không? Dạ không, em hiền dữ lắm. Em hiền như ma sơ vậy đó.
Anh nhìn mặt em là anh biết là phúc hậu. Bên kia dễ thương mà lanh lắm nha. Cái vụ này thấy căng lắm anh Linh ơi. Để cho hai người ta trực tiếp đi anh Linh ơi. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau. Nè, nhiều tóc nè. Đó. Chào em. Dạ, chào anh. Quê em ở đâu ha? À, dạ em ở Đồng Nai. Còn à, Đồng Nai hả? Anh hiện tại thì làm việc cái sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhà anh có mấy người? Ba mẹ anh với lại anh với lại 2 đứa em. Em gái luôn. Hỏi rồi em thấy anh được không? Hỏi đi. À, dư sức được. Khẳng định luôn vậy đó hả? Dạ. Sao em? Phải tự tin. Anh nói gì em thấy sao được không? À, câu trả lời của em là sau 2 phút nữa sẽ có. Em thì cái ví dụ như quan hệ hai người, ví dụ như hẹn hò xong rồi xong một thời gian thấy hợp á thì em dạ tính tới luôn anh. Tới luôn hả? Dạ. À, vậy thí dụ như là lấy xong em muốn có mấy đứa. À, bây giờ em hỏi anh là nếu như mà anh thích có một đội bóng rổ hay là đội bóng đá? Thôi đội bóng chuyền rồi. À, bóng chuyền à. Hả? Em cũng thích bóng chuyền lắm á. Vậy thì mình cứ làm nguyên đội bóng chuyền được rồi. À, rõ. Đâu cần nhiều. Được rồi, hết giờ. Sao lẹ vậy chị? Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời các bạn đặt tay nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Cặp này ngon quá ha, cặp này cũng tính luôn tới cái chuyện mà... Cặp này về mà cũng lanh lắm nè. Nãy em thích nhiều tóc mà đây đâu có nhiều tóc lắm đâu, sao cũng chọn luôn vậy? Không chị, bây giờ công nghệ hiện đại đó, mình đi cấy hoặc là đi mua thuốc về là có. Rồi, chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được nhiều điểm chung và đi đến cái đích là cả một cái đội bóng muốn truyền. Rồi, tôi nắm đừng tay nhau. Đừng có quên ông Mai bà mối này nha. Rồi, nắm tay nhau, xin mời hai bạn. Quan trọng nữa là ảnh phải xấu hơn em. Sao vậy? Ảnh đẹp hơn em, có coi em theo giữ ảnh thì mệt lắm. Mình đã xấu hơn em, an toàn ở nhà. Cho màn xuống để mình đón cặp đôi thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ đón chào bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Chào em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ chị Cát Tường, em tên Nhi, năm nay 26 tuổi. Hiện giờ Nhi đang làm việc ở đâu? Dạ em đang làm trợ lý văn phòng. Để xem chàng trai chúng ta làm gì đây, xin mời. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên gì? Em tên là Lê Bá Khôi, em năm nay 27 tuổi. Làm nghề gì? Em là giảng viên kế toán tài chính của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố. Wow. Như vậy thì ở cái môi trường đó tôi nghĩ rằng rất là nhiều người đẹp, sao nay ngồi đây làm gì? Không phải, riêng cái trường Đại học Ngoại ngữ thành phố, đặc biệt là cái khoa kinh tế tài chính thì toàn là những giáo viên lớn tuổi luôn. Em là giảng viên nhỏ tuổi nhất trong khoa. Nhi nè, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Bạn rất là xinh, không thể nào mà không có được đúng không? Dạ, mọi người cũng nói em vậy. Nhưng mà tại vì lúc mà em 18 tuổi á, là em có trải qua một cái mối tình hơi là nhiều đau khổ. Thành ra em không có muốn quen bạn nữa. Là hồi xưa giờ một mối tình một. Dạ. Là cái gì mình thất bại một lần là mình sợ luôn tới giờ. Tại vì sau khi mà cái chuyện nó trải qua thì em nghĩ là mình nên có tự chủ về tài chính để không có phụ thuộc vào đàn ông nhiều. Thành ra em cố gắng học, cố gắng làm để kiếm được nhiều tiền. Bây giờ đã có được nhiều tiền chưa? Dạ vừa đủ. Dạ đủ rồi ha. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân, muốn lập gia đình chưa? Mẹ muốn. Cũng mẹ muốn nữa chứ mình chưa muốn hả? Dạ em nghĩ là cũng tới lúc rồi. Thì sau khi mà mẹ thuyết phục thì em cũng quyết định đến tham gia chương trình. Hồi xưa bạn có cái trở cái mối tình của bạn là bạn hẹn hò ở đâu? Dạ trước kia mối tình của em là học sinh chị. Thành ra em hẹn hò chắc là ở quán cóc kế bên trường. Nếu hôm nay mà mình kết hợp với cái anh bên kia thì mình mong muốn mình sẽ hẹn hò với anh ở đâu? Em muốn hẹn hò ở mấy chỗ event làm từ thiện chị. Ủa? Tại sao? Dạ tại em thích làm từ thiện. À, đây cũng là một ý kiến hay. Anh Linh thấy đặc biệt không anh Linh? Anh thấy đặc biệt đó. Đấy. À, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
Nếu mà tính luôn hết á, là 2. Còn nếu mà tính mối tình mà hai người yêu nhau á, là chỉ có 1 thôi. Còn cái tình còn lại là đơn phương. Bạn thích hẹn hò đâu nhất? Thường là những nơi nào mà lãng mạn như là rạp chiếu phim, rồi cà phê, nhà hàng. Có bao giờ bạn xem phim, bạn làm theo phim chưa? Có rồi, đang xem phim đến cảnh hung cái mình bắt chước nhân vật mình hung luôn. Chưa, cũng có ý đồ nữa à. Ý đồ. Bạn thấy mình có ưu điểm như thế nào? Ưu điểm của em là em là hèn, tốt bụng, không có hút thuốc, nhậu nhẹt, la cà. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là lười. Em thích gì về bạn gái của em? Em thích một người cũng hèn, tốt bụng, rồi biết nữ công gia chánh. Ồ, Nhi có biết nữ công gia chánh không? Không biết. Thích bà gì ở bạn gái cái đó? Không thích bạn gái là nhiều chuyện. À Nhi nè, nhưng mà chị hỏi một chút, hồi nãy giờ thì em hay nhắc đến mẹ em nhiều. Thế hôm nay em đi mẹ có ủng hộ tinh thần em không? Dạ có, mẹ em có đi chung. À có đi chung luôn hả? Đâu dạ. Mẹ em đâu? Dạ, chào cô. À hôm nay cô đi theo ủng hộ con gái mình thì cô có đặt ra tiêu chí gì về cái người bạn trai hay là người rể tương lai của mình không? Cái tiêu chí thì để cho cháu nó tự đặt thôi. Chứ dạ. Mình cũng cũng không có áp đặt nó nhiều lắm. Dạ, có nghĩa là miễn cháu thích là được. Đúng rồi, miễn mà cháu thích là được. Trước tiên là cô dòm cái thầy giáo bên kia thì cô cái cảm nhận đầu tiên thì cô thấy là được hay không? Nếu mà nhìn bề ngoài đó thì là coi như là thấy cháu bên đây cũng hiền, dễ thương. Nhưng mà tánh tình với đạo đức thì chưa biết. Dạ. Cô ơi, ngày xưa đó cô hẹn hò nhau nó có hiện đại như giờ không cô? Hồi xưa đó thì khi cô có gia đình thì cô đâu có hẹn đâu. Tại vì gia đình hả, hai bên cũng như là làm mai làm mối rồi chịu thôi hà, chứ đâu có hẹn hò đâu. Biết mặt lúc đó cô yêu chưa? Tại vì ông xã vừa cao lớn vừa đẹp trai. Vừa thấy là thành đẹp trai cao lớn là đồng ý liền hả? Tại vì hồi đó đó, lúc cô còn trẻ đó thì nói thiệt, nếu mà tìm bạn đó cũng có nhiều người thích lắm, nhưng mà tìm không được tại đa số lùng lùng không hả? Mình lại cao nữa, thành ra khi mà gia đình giới thiệu thì thấy ông xã cũng cao hơn, rồi mặt mày cũng nói chung là sáng sủa, rồi ăn nói là cũng gia đình cũng vừa ý, chứ mà hồi đó không có biết tánh tình. Không có hẹn hò giống vậy, không có hiểu nhau. Giờ trẻ thì hẹn hò chứ hồi xưa thì không có hẹn hò. Cảm ơn cô. Bây giờ cuối cùng là bạn mong muốn cái mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ em mong muốn bạn trai của em hiền, không có lười biếng. Xong rồi hiếu thảo với ba mẹ. Với lại thêm cái quan trọng nữa là ảnh phải xấu hơn em. Sao vậy? Ảnh đẹp hơn em, không em theo giữ ảnh nhưng mà nó hình đã xấu hơn em, an toàn ở nhà. Tốt. Gì kỳ vậy? Nhưng nếu ngược lại vậy thì nếu mà bạn đẹp hơn anh đó thì anh đó anh lại không có tự tin, rồi anh đó lại phải đi theo giữ bạn nữa hả? Không, em chung thủy. Sao biết được? Không, em đảm bảo em chung thủy. Em đảm bảo em chung thủy. Dạ, từ đó giờ em mới quen có một người là em chung thủy. Chị rất là thích cái quan điểm của em, mà cái chỗ này hơi lạ, chị thì không thích rồi, chị phải đẹp chị mới lấy, nhưng mà chị thấy em rất là lạ là lại muốn kiếm chồng mà người đó phải xấu hơn mình. Để chị coi cái bên này xấu hơn em nhiều hay ít. Dạ. Chào chị. Dạ chào thầy. À, vậy xấu hơn. Chắc chắn là xấu hơn rồi. Vậy được rồi. Vậy được rồi, phải không? Nhưng mà thầy làm biến quá, không có được. Không không, cái này là lười chứ không phải làm biến. Có nghĩa là không tự là, nhưng mà chỉ cần kêu làm là sẽ làm. Thầy cao 1m mấy? 1m70. Thầy thiếu ăn sao thầy ốm vậy? Không ăn nhiều mà vẫn không mập. Bây giờ sao cho nó mập? Cưới vợ. Thầy rồi, chúc mừng thầy sẽ lấy được một cô vợ xinh đẹp. Nhớ đừng có quên ông Mai bà mối này nha. Rồi đó là tôi về tôi nói tốt giùm. Còn cái chuyện là cái duyên của thầy nữa, một hồi trao nhau ánh mắt rồi đó, coi làm sao. Nói chung là thầy giáo rất là vui, rất là hóm hỉnh. Bây giờ nghe kia nói nôn không? Nôn quá, kéo màn lẹ đi anh. Hả? Rồi, để anh xem thế nào nha. Chào bạn. Chào anh. Hồi nãy tôi rất thích cái chỗ mà bạn nói là em chung thủy. Phải không? Chắc chắn được đó đúng không? Dạ. Rất là đẹp gái ha, rất là xinh xắn. Đẹp cao ráo giống mẹ vậy ha. Có thích chồng lùn hơn mình không? Dạ không. Ủa sao vậy? Em muốn lấy chồng để cải tạo nồi giống mà lùn hơn em là sao cải tạo. Thôi đi về bên kia đi. Ta sẽ gặp mặt nhau. Dạ. Mở màn lên. Hai phút bắt đầu. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Người ta nói lady first, em có gì muốn hỏi anh trước không? Dạ, anh có hiếu thảo không? Hiếu thảo hả? Cái này là anh rất là hiếu thảo luôn. Dạ.
Rồi anh có thích đi làm từ thiện không? Từ thiện hả? Anh cũng thích nhưng mà từ trước đến giờ là anh chưa có cơ hội đi lần nào hết. Chưa bao giờ làm không? Chưa có cơ hội để đi. Dạ. Tại vì thật ra mình không cần phải đi, mình có thể quyên góp cho một cái hội nào đó. Người cái ta đó cũng có thể giúp mình. Cũng không rành mấy cái đó. Cái đó thì anh Quyền Linh rành lắm, anh Quyền Linh đi từ thiện nhiều lắm. Dạ. Để sau này hỏi anh Quyền Linh. Hỏi em cũng được. Hiện giờ thì anh yêu thương ai nhất? Thấy em là ba mẹ trong gia đình đó. Dạ không, em không có ý gì hết. Anh có thể thương bất kỳ ai mà tại thời điểm hiện tại anh thấy anh thương ai nhất? Thời điểm hiện tại hả? Dạ. Thời điểm hiện tại là dĩ nhiên là thương ba mẹ nhất rồi. Không. Tại ở đây nè, thương ai nhất ở đây nè. Còn trong trường quay này hả? Ừ. Trường quay là thương em nhất. Nói vô vấn đề liền vậy đó. Nếu mà kết hôn trong bao lâu thì em muốn có con? Dạ cái đó tùy theo ơn trời cho, khi nào nó có thì nó có chứ. Cái đó tùy theo năng lực của anh. Không nhưng mà theo chúng ta có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao bạn không nhấn nút? Hơi bất ngờ đó bạn. Dạ tại vì thật sự em rất là ghét đàn ông lười biếng. Với lại ảnh không có biết làm từ thiện, em thấy hai tụi em không có cùng chí hướng, thành ra em cũng người hơi ta chưa làm, chứ chưa làm mà không làm đâu. Và bây giờ mới thấy được cái việc làm từ thiện lợi hại cỡ nào. Phải biết đó, làm từ thiện sớm ha. Thôi về tập làm đi rồi ta kiếm cơ hội sau. Bạn có buồn không? Buồn. Buồn đúng không? Một người phụ nữ rất thông minh, một cô gái cái tâm rất là tốt. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ làm bạn với nhau, biết đâu cái duyên lại tới đúng không? Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta sẽ... Tài năng của em là gì? Em nấu ăn. Nhưng mà có ngon. Vì sao gọi là tài năng? Chúng ta sẽ đón chào bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. Chào em. Ủa thôi cho chị hỏi cái là nó là ngộ ngộ vậy, em khoác áo này là ý có ý nghĩa gì, hay modern hay là có ý gì? Dạ không, cái này là mỗi lần em vô phòng thí nghiệm là em phải mặc cái áo này. À, dạ. Em tên là gì, em bao dạ. nhiêu tuổi? Em tên Ngọc Trâm, năm nay được 2 con vịt. 2 con vịt là 22? Dạ. Em làm trong cái công việc gì mà phải thí nghiệm? Dạ ngành học của em hiện tại là ngành công nghệ sinh học á chị. Chúng ta sẽ gặp chàng trai ngày hôm nay, xin mời. Chào bạn. Chào mọi người. Em tên là Vũ Ngọc Sơn, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại em cũng đang là sinh viên năm cuối. Đồng thời em là ảo thuật gia. Ảo thuật gia luôn. Yeah. Mới 22 tuổi đang học năm cuối đi tới đây kiếm vợ làm gì? Ế quá em. Ế gì? Bao giờ quen mấy người rồi? Dạ chưa quen ai. Tạo. Dạ em nói thiệt luôn. Thiệt không? Dạ thiệt. Thề đi. Chắc lo ảo thuật không chứ gì. Cũng có mấy bạn nữ có thích em, có chủ động làm quen, nhưng mà em nhìn em thấy quen không được rồi thì em chảnh nữa. Dạ em cũng là bị chảnh đó chứ em không phải là không có chảnh đó vậy chị. Rồi chảnh là chảnh sao? Gặp rồi nha. Chảnh là cũng giống bên kia chứ không phải là ai cũng thích được đâu á nha. Ừ. Còn áo thuật gia hả chị? Chắc là lo đi diễn không chứ không lo cho em đâu chị. Bởi vậy mới giờ này mới ế đó, mới giờ đến chương trình đó. Dạ. Hôm nay em đến với ai, có ai ủng hộ em không? Dạ em đến với bạn của em. Ờ bạn em đâu? Dạ, bạn thân của em. Ủa cái gì vậy mấy bạn? Anh ơi hốt hàng thanh lý giùm em. Ồ vậy là em đây, đây là hàng thanh lý đó hả? Trời ơi có nói quá không? Người ta vậy mà thanh lý gì không biết nữa. Làm gì ế dữ vậy trời. Em ơi em có thích ảo thuật không? Dạ cũng hên xui. Bây giờ em ảo thuật thử màn coi dưới vỗ tay thì bạn bên kia thích. Cái này em chỉ tặng riêng anh Quỳnh Linh thôi. À dạ. Dạ theo em từ trước giờ em để ý anh Quỳnh Linh là anh Quỳnh Linh hình như là không thích ảo thuật. Mỗi lần mà anh Quỳnh Linh xem ảo thuật là anh muốn tìm tòi bắt bẻ moi móc ra rồi làm cái gì làm cái gì. Trời ơi xin mời bạn thử coi nha. Mọi người chú ý giùm tôi nha, cái gì nói giùm tôi nha. Mọi người xem thì ở trong tay em là 3 lá bài 8, 9, 10. Em sẽ nhẹ nhàng em úp xuống và em sẽ rút lá chính giữa ra. Thì anh Quỳnh Linh nghĩ là lá chính giữa là con số mấy ạ?
Đã 10, số 10. Đã số 10 rồi, ok. Em mượn cái ngón tay của anh được không ạ? À? Anh để ở đây. À, khi mà em búng tay lên á, thì anh cho khán giả xem. Rồi từ từ anh quay lại anh coi. Rồi. Hay là số 10 hay là số 8, 9. Rồi. Gì vậy? Cho em xin lại. Thôi cũng được, cũng được, dễ thương. Cái này thôi dễ thương. Thôi thôi, dẹp cái vụ ảo thuật đi. Tới đây là lo kiếm bạn gái, kiếm vợ, lo ảo thuật. Bên kia người ta có tài ảo thuật cơ. Còn em, tài năng của em là cái gì? Em nấu ăn, nhưng mà có ngon. Vậy sao gọi là tài năng? Người ta đang hỏi tài năng mà. Dạ em nấu mấy món trứng rất là ngon. Vậy là hiểu rồi đó, hiểu tài năng rồi đó. Hiểu tài năng của em sao rồi đó. Em ở đâu, quê ở đâu? Quê gốc ở Đồng Tháp. Bây giờ em gặp một đối tượng anh yêu thương người ta, nhưng mà cuối cùng là bây giờ quê quán người ta, gốc gác ta ở ngoài Bắc, ngoài Trung gì đó, rồi em chịu không? Em sợ yêu xa lắm chị ơi. À, thấy chưa anh Linh, có người ta không đồng ý, hồi nãy anh nói là giờ là được hết. Còn em thế nào nếu bạn gái của em ở rất là xa? Cái danh duyên đó là do em thôi. Nếu mà ai hợp với em là em không quan tâm vùng biển đó lắm. Bây giờ hỏi bạn, bạn cần cái điểm nào nhất ở người bạn trai của mình? Dạ, chuẩn men chị. Em cảm nhận bao nhiêu chuẩn men trong con người của em? Bạn bè em nói em cũng phải được 99. 99? Dạ. Còn 1% kia thì sao? Dạ, tại vì cái đặc thù công việc và bên ngoài của em là em cũng vui lắm. Đôi khi em thích chọc cho người ta cười, người ta cũng nói em bê đê. Rồi, chỉ có 1% thôi ạ. Điểm gì em không thích ở người bạn trai của mình? Bánh bèo là em không thích. Bánh bèo là sao? Dạ, bánh bèo là giống như là thích chân diện, ẻo lả. Bên đây chân diện có nè. Lâu lâu mới có một bữa. Rồi cái gì nữa không thích ở bạn trai của mình? Dạ, đặc biệt là không có được tên Nhân. Hả? Không được tên là Nhân. Lý do? À, tại vì hai bạn trai chú của em đều tên Nhân hết á. Chỉ như vậy em thích bạn trai em giống ai? Cái mẫu người lý tưởng bạn trai của em? Dạ, em thích bạn trai em giống Cười Seven. Chà, cái mục tiêu nó thấp quá ha. Em thích bạn gái em giống ai? Ngoại hình thì giống chị Cát Tường rồi ha. Nhưng mà cái khuôn mặt đừng giống chị Cát Tường. Sao vậy? Gì? Sao vậy? Tại vì em sợ anh. Sợ gì? Nếu mà em tưởng tượng mà em mà hôn chị Cát Tường em mở mắt ra. Ủa cái vụ gì vậy? Qua đây coi. Sao? Ồ gan quá ha. Anh Quyền Linh đó giờ kìa mà anh còn chưa dám tưởng tượng cái chuyện đó. Gan quá. Nhìn thẳng vô mặt chị kìa. Thích mẫu người như thế nào? Ngoại hình giống như Ghét Tường là ok à. Mặt giống ai? Mặt sao không được, anh em đừng giống như Ghét Tường. Cái như Ngọc Quyên cũng được ạ. Hút cái body cho các tường, hút cái mặt của Quyên, Ngọc Quyên. Phải không? Dạ. Ý là vậy phải không? À, đứng lại em hung chị các tường, cái đi em tưởng tượng thì sao? Khỏi tưởng tượng, đứng hung luôn. Không được đâu ạ. Em nói em chưa quen ai và nụ hôn đầu em cũng chưa có luôn. À, nên em đang đợi một cái người mà giống như tình duyên sắp đánh của em. Rồi rồi, chừng này bánh bèo chắc rồi. Trời ơi trời. Không ổn rồi đó em, chị thấy không ổn rồi đó. Ủa chưa hôn ai thiệt luôn hả? Dạ chưa. Chưa có mối tình đầu luôn? Dạ chưa. Có rung động trước người con gái nào chưa? Hồi trước có, nhưng mà em có rung động với người con trai nào chưa? Dạ không có rồi ạ. Mẫu người bạn thích là như thế, như tức là dáng dốc như vậy rồi, nhưng mà cái tính tình thế nào? Không có cá tính. Nếu tính một tí là được rồi. Em thích mẫu con gái có tóc dài tí. À. Rồi, thấy chất quốc rồi đó. Không thích bạn gái như thế nào? Đanh đá, ngang bướng, giọng chua, ba cái đó thôi được rồi. Qua coi tiêu rồi, tiêu rồi. À, dạ, em có hết luôn á. Em có hết luôn hả? Dạ. Chết mồi gì vậy, sao? Em không biết nữa. Em thích bạn trai như thế nào? Dạ, không ở chưa. Bây giờ là giờ không? Không có chút xíu. Có. Có giờ chút xíu. Không được nói dối nữa anh. Không nói dối không? À, là em không có nói dối. À, anh bên kia chưa hung ai bao giờ. Em có hung bao giờ chưa? Là hai nhân rồi. Hai nhân rồi. Em có thích gặp người chưa bao giờ hôn không? Cũng thích. Cũng thích ha. Dạ. Thử coi hung nụ hung nó sao đúng không? Cạp cạp. Thôi em nghĩ là bây giờ đến lúc để nhà hai bên nhìn nhau đi. Để cảm nhận coi coi sao. Bởi vậy hung chị đâu, hung đâu, để dành đó, để dành. Có là vậy ha. Kéo màn lên. Hai phút dành cho các bạn, bắt đầu. À, khi mình đến đây thì mình có một món quà tặng cho bạn. À, đó cũng là ảo thuật thôi. Ảo thuật hoài. Bạn có thể xoay ghế. À, trước mắt bạn là một cái nhẫn. Mình đếm 1, 2, 3 rồi bạn bắt đầu bạn thổi vào nó nha.
1, 2, 3. Ủa gì vậy, tặng sao bỏ túi? Có gì, tặng này tặng đồ thật rồi, đồ giả rồi à. Nó chia đồ để ảo thuật thôi, để khè gái thôi, hiểu không? Cái này mới tặng thiệt. Rồi xong. Hồi đó giờ trong các cặp đôi của bạn với Hẹn Hò thường tặng hoa với quà. Lần đầu tiên tôi thấy có người tặng dây chuyền đó. Em thích anh. Em thích anh hay thích dây chuyền? Em thích được tặng dây chuyền. Tự nhiên nhìn tôi em thích anh. Giật mình. Rồi chúng ta có 2 phút bắt đầu, bỏ cái dù ảo thuật qua một bên. Để nhìn này nha. Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi trời. Cái gì em? À, giống như cát tường không? Cát tường 10 thì bạn được 9. À, giờ mình không chịu rồi. À, bây giờ mình hỏi bạn nha, giọng mình có chua không? Hơi có xíu. Mình á thì tính mình rất là ngang bướng. Thì bạn nói là thích con gái dịu dàng đúng không? Mình không có dịu dàng đâu. Nhìn cách ăn mặc là biết rồi đúng không? Rất thẳng thắn. Cho mình hỏi là bạn sinh ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu? À, 20 tháng 8 năm 90. 20 tháng 8. Ủa 20 tháng 8 đây làm gì nha? Dạ không có gì đâu, em không phải tin nhanh anh. Cài hàng nữa. Cho mình hỏi lại bạn là bạn sinh ngày mấy tháng mấy? Nữa 25 tháng 10. Cộng trừ nhân chia vậy đó trời. Mình cũng đâu biết có bó đâu, mình hỏi vậy thôi. Nãy bạn nói mình có 9 là gì, cách lần tới 10 lần mình không thích. Hồi nãy bạn nói là bạn cần một người không nói dối. Mình thì không bao giờ nói dối. Ví dụ như giữ ảo thuật cho bạn gái thì giờ bạn gái bạn cấm. Cấm chơi sao? Chấp bỏ bạn gái. Rồi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để nói thật hơn nữa. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Bạn nữ cảm giác thế nào về bạn trai đối diện với mình? Dạ, bạn cũng hợp với em lắm, nhưng mà những cái mà bạn tìm á là không phải ở em. Với lại còn cái chuyện là ảo thuật bỏ bạn gái là thôi xong rồi đó anh. Sao em, tại sao mà chọn người ta mà nói kỳ vậy? Tại vì trước khi em yêu một người nào đó á, thì em đã yêu ảo thuật trước cái người đó rồi. Và cái đó là cái nghiệp của em mà, em phải theo nó. Không, mình nghĩ bạn rất là thẳng thắn. Nhưng mà cái sự thẳng thắn của bạn không được bạn bên này đón nhận. Thôi không sao, chúng ta có thể là những người bạn để trao đổi thêm những cái điều, nhiều điều về cuộc sống. Và cảm ơn hai bạn rất nhiều. Thấy hai bạn này là vô là thấy đầu tiên thấy là không được rồi. Mỗi người có một cái cách nghĩ khác nhau. Để xem cặp thứ hai xem có họ sẽ cảm nhận về nhau thế nào. Hả màng. Lập gia đình ngay bây giờ hay là đợi vài năm nữa? Mai cũng được. Mai cũng được. Rồi. Và bây giờ chúng ta xin mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Chào em. Xinh quá, màu tím xinh quá. Chào em. Dạ. Em tên gì? Em tên là Mỹ Dung ạ. Dung năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi ạ. Dung em đang hiện là nhân viên sale ạ. Nhân viên sale rồi. Dạ, hôm nay đi cầm cái này là cái gì đây? Cầm theo gì đây? À dạ, cái này là quà bí mật của em. Xin mời bạn trai của chúng ta, nhân viên sale, để xem gặp chàng trai ta làm nghề gì đi. Chào bạn. Em là Nguyễn Thành Sơn. Hả? Gì? Em là Nguyễn Thành Sơn. Sao? Em là Nguyễn Thành Sơn. Gì? 22 tuổi. Tới đây làm gì? Em tới đây để tham gia chương trình. Tham gia làm gì? Kiếm người yêu. Thiệt không? Có thể. Có thể. Quê đâu? Em quê ở Thái Bình. Mời ngồi. Cảm ơn anh. Làm gì căng thẳng quá vậy? Mới vừa anh hù cái. Nguyễn Thành Sơn. Dạ. Đến từ Thái Bình đúng không? Bạn làm nghề gì? Dạ em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Bên kia bạn Dung là sale. Bạn có người yêu chưa? Từ xưa đến giờ. Trước nay cũng có người yêu rồi ạ. Bạn ở Thái Bình, nếu bây giờ bạn gặp một người con gái ở vùng miền Tây đi, xa xôi ở Cà Mau đi, cái địa lý cách trở như vậy thì bạn nghĩ sao? Không vấn đề hết ạ. À. Xe thì sự có cái giận nhau cũng khó có thể mà bỏ về nhà về mẹ vợ được.
Nhưng mà giờ bắt bạn về Cà Mau làm rể với bạn đồng ý không? Chắc chắn là không rồi. Tại sao? Gái theo trai mà. Nhà ta có con gái một à. Mời bạn về làm rể. Chắc chắn là không được rồi. Quyết định là không được luôn. Dạ. Dung ở đâu? Dung quê ở đâu? Dạ em sống ở thành phố nhưng mà gốc em thì là ở Quảng Trị ạ. Bây giờ giả tỷ như bạn trai bên kia là được hết rồi đó, yêu rồi đó, bây giờ ra Thái Bình làm dâu em đi không? Yêu đắm đuối rồi đó, bây giờ còn có cái chuyện là ở đâu nữa thôi. Nếu mà yêu đắm đuối mà không thể bỏ được thì chắc em sẽ đi. Sẽ đi? Dạ vâng. Tốt. Hôm nay chị nhìn thấy em là rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp, công việc sale tiếp xúc với rất nhiều người. Dạ vâng. Thế thì từ đó giờ em có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà tính theo mối tình chính thức á, chính thống luôn là có 2 mối tình ạ. Còn mà râu ria? Dạ cái đó thì nhiều lắm ạ. Nhiều lắm hả? Dạ. Thế bữa nay em đi đến chương trình với ai? Dạ em đi với mẹ em ạ. Mẹ đâu? Dạ đây ạ. Dạ chào cô. Cô có mấy người con gái vậy cô? Cháu nó con một á cô. Cô có một cháu một thôi. Bây giờ nếu như mà cái con rể của cô đó là ở xa đó, ở Tú Úc mà Thái Bình đó, rồi đem con cô qua ra ngoài đó ở thì cô nghĩ sao? Cô đồng ý không? Đồng ý, quan trọng là chúng nó sống hạnh phúc với nhau là quá tốt. Dạ, vậy cô có mong muốn gì cái người rể tương lai của mình là người như thế nào không? Trong mong một cái con rể sống có trách nhiệm, có tính chung thủy, đừng hút thuốc, đừng có chửi thề. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Có chung thủy không? Dạ, cảm ơn cô. Thật là có chung thủy. Còn nói dối thì sao? Nói dối là không chung thủy. Chung thủy mà nói ngược lại chứ. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Người mạnh mẽ. Tại sao phải cần con gái mạnh mẽ? Người ta thường lấy vợ có người yêu là cần người con gái dịu dàng nhẹ nhàng thôi, mạnh mẽ là người đàn ông thôi. Đủ mạnh mẽ hơn bạn sao? Chắc chắn là không mạnh mẽ hơn em được rồi ạ. Bạn có quyết đoán không? Quyết đoán ạ. Trong gia đình bạn có gia trưởng không? Gia trưởng thật ra thì cũng không hẳn là không tốt. Em có thể nói em là gia trưởng. Dung có sợ một người đàn ông quá gia trưởng làm chồng của mình không? Dạ có ạ. Bởi vì tính em thì cũng ngang bướng. Ngang bướng mình vâng. Nghĩ bạn rất năng động và ngang bướng. Dạ. Hôm nay bạn mặc cái đầm rất là đẹp. Ai tư vấn tại sao bạn chọn cái đầm này? Chiếc váy này là do mẹ em may ạ. Dạ. Mẹ may. Dạ vâng, mẹ may, mẹ thiết kế và mẹ may luôn. Mẹ thiết kế luôn. Dạ mẹ vâng. Mẹ may hả? Dạ vâng ạ. Hay là có may cho khách nữa hay là chỉ? Dạ đúng rồi, may cho khách nữa. Nhưng mà thường thì may cho khách chỉ là sơ mi quần tây thôi, còn riêng may váy là chỉ có may cho mình em, nên thường là những sản phẩm độc quyền. Bạn mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Về đối với bạn trai của em thì thứ nhất là phải lớn hơn em. Tại sao phải lớn? Nhiều khi chưa chắc cái tuổi lớn mà cái quan điểm đã lớn. Lớn bao nhiêu? Bạn muốn phần lớn không bao nhiêu? Dạ, 20 tuổi. Từ 20 tuổi thì cũng hơi lớn quá, tầm từ 7-8 tuổi. Vậy là bên kia hợp rồi đó, hợp với bạn rồi đó. Dạ. Thường thì em cũng không có đòi hỏi bạn trai của em nhiều quá. Tại thường em có cái kế hoạch sẵn trong cuộc đời của em rồi. Kế hoạch sao đâu, nói luôn cho mọi người nghe. Đây là cuốn sổ mà lúc nào em cũng mang theo rồi. Và cũng rất là ghi nhiều thứ ở trong này. Hiện giờ thì em đang 23 tuổi thì riêng với tới 26 tuổi thì em sẽ kết hôn. Khoảng 27 tuổi thì em sẽ muốn có baby. Từ năm 27 tới năm 30 tuổi là thời gian để ổn định gia đình. Và khi 30 tuổi thì lúc đó em có thể tự bắt đầu kinh doanh và tự lập nghiệp cho mình. Chà, còn dạ, bạn không? Gái có kế hoạch rất rõ ràng. Bạn có kế hoạch gì không? Có. Kế hoạch như thế nào? Trước tiên là lập gia đình. Lập gia đình ngay bây giờ hay là đợi vài năm nữa? Như là càng sớm càng tốt. Càng sớm, nếu bạn kia nói chờ tới 3 năm nữa thì bạn đồng ý không? Anh sẽ cố gắng thuyết phục để mà mình sẽ rút ngắn cái thời gian đó lại. Bạn muốn sớm nhất là bao nhiêu? Mai cũng được. Mai cũng được. Đúng rồi. Dạ quá đúng không? Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Em đến với lại em gái á. Em gái đâu? Em gái bạn đâu? Xin chào bạn. Anh mình muốn vợ quá rồi, bạn thấy sao? Bố mẹ em chắc cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi hả? Sao em không tìm người mai mối cho anh của mình? Thường là em gái á, thường là biết tính xấu của anh rồi. Thấy là nếu mà giới thiệu bạn gái cho anh thì tội bạc nha. Tính xấu của anh là gì thì nói luôn đi. Dạ cái này em chưa cho anh đường rút lui cho nên là chắc để bạn nào đó tự tìm hiểu. Đúng rồi. Rồi thôi giờ mình nói tính xấu luôn đi, cùng kia chịu luôn, đồng ý luôn. Tính xấu bằng là gì? Em thấy tính này gì của em tốt hết. Nói thật đi, tính thôi xấu cho là gì? Nói cái tốt đi. Trời ơi. Cái tốt đó. Tốt thì nói chung là chị nhớ em tốt lắm. Trời đất. Người này còn chưa hiểu rõ bản thân mình nữa, làm sao mà có thể mà tìm hiểu ai được. Tôi không có thích mấy người vậy đâu nha. Trời mặt xinh quá. Mặt xinh ý, tao nói em nói toàn gái hả? Xinh trai cũng được vậy. Mũi cao dữ. Bao nhiêu tuổi hồi nãy nó ba mấy? Dạ 32 ạ. 32, từ từ đi, 3 năm nữa thì mới 35 mà vẫn được. Trai lấy vợ chi sớm? Bây giờ lấy nhau là ở Sài Gòn đúng không? Hay là về Thái Bình? Dạ về Biên Hòa ạ. Ủa sao vậy? Sao nãy nó quê Thái Bình? Thì quê Thái Bình còn nhà ở Biên Hòa ạ. Bây giờ ta ở Sài Gòn làm sao ta đi về Biên Hòa được?
em cũng ở bên ngoài và đi lên Sài Gòn làm việc, đâu có vấn đề gì đâu ạ. Để chị hỏi bên đây coi chịu đi Biên Hòa không nha. Dạ, Biên Hòa so với Thái Bình thì vẫn gần hơn à. Cũng đỡ ha, dạ, tại hồi nãy biên Thái Bình mà em còn chịu đi nữa mà muốn chi ở Biên Hòa. Rồi, bây giờ mình xem thế nào rồi mình gặp mặt nhau luôn ha. Chào bạn. Chào anh ạ. Nếu như bây giờ bạn bên đây nói là thôi bây giờ yêu quá rồi, ngày mai cưới luôn, chịu không? Cái đó em nghĩ phải thông qua gia đình nữa à. Bởi vì em thì ở với mẹ em, hai mẹ con cũng rất là thân. Ví dụ như mẹ em không chịu anh bên đây mà em chịu thì sao? Nếu trong khả năng của mình em thuyết phục được mẹ em á thì em sẽ làm. Còn bây giờ anh này nói ngày mai lấy luôn mà mẹ em không chịu thì sao? Dạ vậy thôi không được à. Vậy là theo mẹ đúng không? Dạ vâng ạ. Theo mẹ, quan trọng là thuyết phục mẹ đi nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút. Hai phút bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em. Đến với chương trình thì em có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh ạ. Là một quyển sổ, mong anh có thể nói được những cái gì mà mình thích vào. Dạ. Rồi, cảm ơn. Sổ không có quà. Em chưa có hỏi biết họ của anh là họ gì ạ? Anh Nguyễn Thành Sơn. À, anh Hồ Nguyễn đúng không ạ? Dạ. Không có trùng hỏi với em là được rồi. Vấn đề gì với họ em ạ? Thường thì quan điểm gia đình em là thường thì cùng họ Lê thế thì mình sẽ là người họ hàng gia đình thì thường không có được ghép với nhau. Chứ em anh thấy em cũng rất là xinh đẹp và cũng cá tính nữa. Mà tại sao lại những anh chàng mà em để ý á, một là có bạn gái hay là đã có gia đình vì họ chững chạc thì thường họ đều có yên bề hết rồi. Bây giờ bạn nữ thấy bạn nam thế nào? Cảm nhận thế nào về bạn nam? Em thấy anh hơi nhát. Em để nhát anh còn nhát hơn em nữa. Đâu chị thấy em đâu có nhát đâu. Em như vậy á. Thấy bên đó nhát đó. Thấy bạn gái này có phù hợp với mẫu người mình đang chờ đợi không? Bạn này rất là đẹp. Nhưng mà tính cách của em thì lại trái ngược, đôi khi lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Em ngang bướng, cứng đầu. Thì trong cái tiêu chuẩn của anh, cái tiêu chuẩn chọn thì cái yêu cầu đầu tiên của anh là mạnh mẽ. Thì anh nghĩ là cái tính cách của em rất là phù hợp. Anh có nghe cái trong cái dự định cho tương lai của em á là có trong 27 tuổi đúng không, là lập mở công ty đúng không? À 30 tuổi sẽ sinh con. Cái việc đó là việc của đàn ông, sao lại chồng em sau này sẽ là giám đốc. Đúng rồi, chị hỗ trợ em. Hấp chưa? Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Bạn tìm thấy điều gì ở người bạn gái này? Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Mình thấy bạn là có vẽ nhút nhát. Mình thấy bạn đáng lẽ phải ngược lại mới đúng á. Em có cảm nhận vậy không? Sao em lại chọn bạn trai này? Vậy sao em lại đồng ý? Vậy đôi khi em mạnh mẽ quá thì người ta lại nhìn vô không nói em là phụ nữ. Nên chắc em cần phải gần một người nhẹ nhàng một tí để dìm cái mạnh em xuống. Đó cũng là một cái ý kiến, đó là một cái cảm xúc đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm thấy được nhiều cái sự đồng cảm với nhau hơn nữa. Chúng ta có thể nắm tay nhau để truyền một tí cảm xúc trong lần đầu tiên gặp mặt. Và bây giờ cũng khá lâu rồi, do là em đi nước ngoài. Thì em đi được 2 năm thì bạn có bảo em là bây giờ có về kịp không? Cưới, tại vì trong năm nay không cưới thì không được. Em bảo là cố thêm một năm nữa rồi về cưới, thì bạn bảo là thôi không chờ nữa. Thế là bạn ấy lấy chồng. Mối tình thứ nhất là thời đại học, mối tình thứ hai thì chia tay đây hơn một năm. Mối tình đầu tiên thì bởi vì là bọn con có sự chênh lệch tuổi tác, thành ra là tính cách có sự khác biệt. Còn thứ hai thì cũng là do là vị trí địa lý của hai người khá là xa. Xin mời bạn nữ. Dạ. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh. Em xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Thêm. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Hải Dương và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cương làm việc ở quận mấy? Dạ, hiện tại thì con đang làm việc tại quận 7 ạ. Con làm nghề gì? Dạ, con làm giáo viên ạ. À, giáo viên lớp mấy? Dạ, con dạy cấp 3 ạ. Xíu xíu vậy mà dạy cấp 3 luôn hả? Môn gì vậy con? Dạ, con dạy môn lịch sử ạ. Em trai, giới thiệu về mình đi.
Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân ạ. Em tên là Lê Xuân Trường, em sinh năm 1992, em đến từ Thái Nguyên ạ. Nhưng mà đang làm việc ở đâu? Em đang làm việc tại Bình Dương ạ. Em làm gì? Em làm nhân viên kho hàng ạ, vật liệu xây dựng. Em ở cái thành phố hay ở Bình Dương? Em ở Bình Dương luôn ạ. Ở Bình Dương luôn, ở với ai? Em thì em ở trong ký túc xá công ty, cuối tuần em về ở với cả cô chú và cậu mợ. À, có dạ. Người nhà ở Bình Dương luôn? Dạ, có người nhà ở Bình Dương. Điểm mạnh, điểm yếu nhà gái như thế nào nè? Điểm mạnh của con là vui tính, hòa đồng và dễ thích nghi với môi trường sống. Còn nhược điểm là con nấu ăn không có được giỏi và tính hơi thẳng tính một xíu ạ. Rồi, còn bên nhà trai? Dạ, em, điểm mạnh của em thì ngược lại ạ. Nghe chừng là em tự lập sớm nên là em nấu ăn cũng rất là khá. Có vẻ như là cũng hợp với bạn nữ, bạn hơi nóng tính. Em thì cách đi gia đình từ năm 18 tuổi cho nên là em lối sống em rất là hiện đại. Gần như là những cái như anh nói vào bếp, giặt giũ, quần áo hay là rửa bát thì em nghĩ một thanh niên hiện đại thế hệ này phải biết hết. Không, đấy, em không cho đấy là điểm mạnh nữa. Ngoài ra thì chắc là em chỉ có nhiệt tình cho công việc thôi. Nên là em còn thiếu sót về giao tiếp cho nên là đến giờ em vẫn chưa có người yêu. Em có mấy mối tình rồi? Mối tình thì em chính thức em chỉ có 2 mối tình thôi ạ. Mối tình đầu thì cũng khá lâu rồi và cũng yêu cũng được 6 năm. 6 năm sao chia tay? Chia tay thì do là em đi nước ngoài. Em đi đâu? Em đi Nhật ạ. À. Thì em đi được 2 năm thì bạn có bảo em là bây giờ có về kịp không thì cưới. Tại vì trong năm nay không cưới thì không được. Em bảo là cố thêm 1 năm nữa rồi về cưới. Thì bạn bảo là thôi không chờ được. Thế là bạn ấy lấy chồng. Đúng rồi, dạ. Sao bắt con gái người ta chờ được. Tuổi thanh xuân con gái qua rất là nhanh ha. Nào, mình có mấy mối tình rồi con? Dạ, con có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời đại học. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây hơn 1 năm ạ. Lý do đầu tiên, mối tình đầu tiên thì bởi vì là bọn con có sự chênh lệch tuổi tác, thành ra là tính cách có sự khác biệt ạ. Còn thứ hai thì cũng là do là vị trí địa lý của hai người khá là xa. Con mong muốn gì ở cái người bạn trai của mình? Thứ nhất là về ngoại hình là ưa nhìn. Và đặc biệt là phải có là một người có trách nhiệm với gia đình và không gia trưởng ạ. Được không? Dạ được quá anh, em sống hiện đại mà đâu có gia trưởng. Có trách nhiệm gia đình không? Có trách nhiệm ạ. Vợ kêu về có về không? Còn tùy trường hợp nữa anh. Thấy chưa? Bình Nhật nhiều khi kêu không về nữa mà. Rồi còn gì nữa không con? Cao thì con mong là sẽ là trên 1m65. Trên 65 em ạ. Được, tốt rồi. Rồi, qua xem đàn trai tôi đi. Ừ đấy, tôi ra xem đây. Phong độ lắm á. Chị ạ. Chào em. Dạ. Em mong muốn cái người con gái bên đây sẽ như thế nào nào? Tiêu chí của em thì cũng đơn giản thôi ạ. Tuổi của em thì em đã từng yêu bạn mối tình đầu thì bằng tuổi thì em chỉ cần là không phải là bằng tuổi là được. Người ta nhỏ hơn, dạ. Nó 94. À vâng, thế là đó là một cái điểm rất là mạnh rồi. Còn ngoài ra thì em chỉ cần ưa nhìn một chút xíu và nó có hướng là muốn sau này về kinh doanh một cái gì đấy. Em không thích điều gì ở con gái? Đó là quản lý chặt quá về thời gian. Tiền bạc thì em hoàn toàn 100% em có thể bán giữ. Được em là em hoàn toàn, tại vì em giữ tiền không được tốt lắm. Thời gian ấy thì em có một cái thời gian riêng. Thời gian riêng là vào lúc nào, mấy giờ? Khi ở mình ở công ty ấy, thì gần như gọi điện nhắn tin này, gần như là em sẽ không trả lời đâu. Còn về nhà, trước khi về nhà thì em chắc chắn sẽ báo, bây giờ anh đang trên đường về đấy. Còn về nhà mà không liên lạc được với em thì lúc đấy thì mới là vấn đề. Còn thời gian công ty hãy để cho em tự do. Tức là trong giờ hành chính thì đúng thôi rồi. Cứ để cho em yên tĩnh để em làm việc đúng không? Sao? Nhưng mà nếu người ta có sao? Cái việc gì quan trọng thì sao? Thì gọi điện em vẫn nghe máy chứ ạ. Chứ tí của em là quản lý, tức là anh này trong công giờ làm anh có đi ra ngoài hay là anh có làm việc gì ngoài cái công việc không ấy. Có những người phụ nữ là cứ 1 tiếng hoặc nửa tiếng. Chính xác. Đó, em đã từng gặp những người thế đó. Anh đang làm gì vậy? Ăn gì chưa? Đang ở đâu? Đang ngồi nói chuyện với ai? FaceTime tôi coi coi. Ở hình tôi coi làm gì? Nó phải liên dần. Đó, coi có cái mặt móc nữ nào không? Đó, không, không có. Rồi, gọi xuống gầm giường có ai chứ không? Đó. Đó, nè, em thấy cái quan điểm của bạn trai vậy con thấy sao nè? Dạ, con thấy thì cái đấy cũng hợp lý rồi ạ. Thế con có muốn bạn trai kiểm soát con về thời gian không? Dạ tất nhiên là không rồi ạ. Vậy là hai đứa là quề đó. Cái đó là thấy cùng quan điểm rồi đó. Thấy yên tâm rồi đó. Ngoài ra gì nữa không? Ngoài ra điểm mạnh thì em cũng chỉ có thế thôi. Dạ, thế điểm là đủ rồi đúng không? Dạ. Ok. Điểm yếu thì chắc em không biết bơi. Thế em không biết bơi hả? Giả sử bạn nữ có hỏi là
Em bạn nữ với cả mẹ em Dương Sông thì thôi đừng hỏi nữa. Đừng em không trả lời. Thôi hai người lên cứu anh đi. Chứ dạ. Có biết bơi không con? Dạ con không. Hai đứa đều không biết bơi. Tuyệt để đối nhá. Nếu có đi du lịch thì đi lên núi nhá. Đi lên núi ạ. Ừ, đừng có đi biển nhá. Rồi. Rồi. Bạn gái đi với ai nào? À, dạ con đi cùng với bạn và em cùng phòng ạ. À. Dạ em là bạn của Thêm, dạy à. Chung ạ. Dạy chung luôn. Dạ. Dạy cấp 3 luôn. Dạy cấp 3. Dạy môn gì? Dạy em dạy môn vật lý ạ. À. Trời ơi. Rồi, giỏi quá. Vậy hả? Một cô dạy lịch sử, vô cô dạy vật lý. Dạ. Rồi sao cô? Anh trai này được không? Dạ, đầu tiên em xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Trước khi mà để nhận xét á, thì con muốn hỏi bạn đây một câu. Dạ được ạ. Là bạn có thích đi du lịch không? Dạ rất thích chứ ạ. Gần đây nhất thì mình có đi Vũng Tàu, miền Bắc thì mình cũng đi nhiều, mình rất thích đi du lịch. À, theo em thấy thì anh đây cũng chững chạc, tính tình thì cũng thoải mái. Thì nếu được thì bạn em và anh cho cơ hội tìm hiểu nhau. Cảm ơn. Bên đó đi với ai vậy Kinh? Dạ hôm nay em đến với cả cô họ và em trai ruột và hai anh đồng nghiệp cùng công ty ạ. À, có cô họ, có em trai ruột nữa. Dạ. Rồi xin mời cô. À, đầu tiên thì xin gửi lời chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Trước tiên thì cũng thấy cháu Thêm là một cô bé rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và rất là đáng yêu. Cũng mong là hai cháu Trường và Thêm cũng tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu nhau, tiến tới những cái gì nó sẽ cao thêm. Rồi, cảm ơn cô họ nhé. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt rồi các bạn có thể tâm sự. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ. Anh có món quà tặng cho em. Mình nhận xong đi rồi. Dạ, mình cảm ơn. Đây là son môi. Dạ, em cảm ơn. Son môi màu gì đấy? Màu y như của bạn đang môi luôn. À thế à? Dạ, em cũng có một món quà gửi tặng anh. Cảm ơn em nhé. Dạ. Sách à? Anh dạ. Cũng hay đọc nhưng mà anh đọc trên TV thôi. Anh hát karaoke. cảm ơn em nhé. Thì sắp tới về thì anh sẽ đọc nhiều hơn. Dạ. Cái tựa sách là gì vậy? Mở ra xem. Anh xin mở ra. Dạ. Nhà giả kim, cuốn này là dành cho người kinh doanh. Em có thích kinh doanh không? Thật ra em thì cũng có một chút thích ạ. Anh sắp tới thì cũng muốn kinh doanh một cái gì đó, cần có người giúp đỡ. Thì muốn thì có rồi, thì anh muốn là nếu mà sau này có cơ hội cho anh ấy, thì về cùng anh. Dạ. Con dạ. Làm gì con phải giấu, này con giải thích đi. À, giải thích ạ. Cái bức hình này đây là một nhân vật trong phim Tam Sinh Tam Thế, dạ tên là Dạ Hoa ấy. Tức là con rất thích cái nhân vật này ở điểm đó là mặc dù Dạ Hoa là có một cái vị trí rất là cao, đó là thái tử, nhưng mà đối với đứng trước người mình yêu ấy, thì anh ta luôn tỏ ra cái sự chân thành, một cái tình yêu hết mình giống như những người đàn ông bình thường khác, rất là giản dị nhưng mà có sự chân thành ở đó. Thì con mong người mà mình yêu cũng sẽ được như vậy. Dạ. Con có mong ngoại hình giống vậy không? Ngoại hình chắc là không cần. Tại vì bạn này mà bạn ốm đi xíu em là cái muốn... nét bạn có nét của em mặc đồ sứ chưa? Khác xa rồi. Dạ. Thấy cái em tóc muốn... là khác rồi. Em thấy tóc là khác rồi đấy. Cái tóc này tóc giả mà. Tóc dạ. Này tóc giả mà. Em có vấn đề gì nếu mà anh để tóc như thế này không? Dạ, em nghĩ là ngoại hình thì sở thích là mỗi cá nhân có một cái sở thích riêng á. Nhưng cái đó thì em không can thiệp vào. Em thấy bạn nữ là khi đến chương trình em thấy ngoài sức tưởng tượng của em khi mà tham gia chương trình. Em dễ thương và xinh hơn rất là nhiều so với anh tưởng tượng. Cảm ơn ạ. Rồi hai bạn về chỗ thế nào? Dạ. Anh thì anh làm việc ở kho hàng. Lúc đó anh có nói là anh trong cái giờ làm việc ấy thì anh không muốn là người yêu hay là vợ quản lý mình thời gian quá. Lý do vì sao là vì anh làm công việc là kiểm đếm hàng hóa. Thì vô tình có người gọi nghe cuộc gọi là anh có thể anh nhập một mã hàng ngay. Cho nên là cái mã hàng có thể nó rất là giá trị. Cho nên là khi mà anh bảo là trong giờ hành chính ấy, anh muốn là để cho anh tự do ấy, thì đấy là lý do của anh. Chứ anh không phải là có một cái gì đấy giống như là người tình ngoài lề hay gì cả. Thì đối với em thì thật ra nếu như khi mà mình đã tin tưởng nhau rồi ấy, thì chắc chắn là sẽ không có cái vấn đề là phải kiểm soát như vậy. Chính xác, chính xác. Tại vì là bản thân em thì công việc cũng khá là bận.
Cho nên là em cũng không, chắc là cũng không có quá nhiều thời gian để kiểm soát như vậy đâu ạ. Thì em có nghĩ gì về chuyện kết hôn chưa? Thời gian đấy, dự định như thế, độ tuổi mà em thì muốn kết hôn. Thì em nghĩ là nếu như gặp phải một người mà khi mà em tìm được đối tượng phù hợp thì em nghĩ là em đã sẵn sàng. Anh thì anh lúc nào cũng sẵn sàng. Em hỏi cô gái cảm nhận về em như thế nào? Em có cảm nhận của anh về anh như thế nào nhỉ? Dạ thì ngoại hình của anh thì cũng ổn. Ổn. Tức là sau ba cái mà chấm em điểm, để... Chấm điểm cho cô giáo đi. Năm mười đi, thang mười dạ, đi. Dạ khó quá, em cũng khó chấm. Thì em cứ chấm như em bảo ổn thì là năm đi. Tại vì là em đưa ra ưa nhìn thì em thấy anh cũng khá là ưa nhìn, đảm bảo cái yêu cầu em đưa ra. Còn cái hai cái vế sau đó là tinh thần trách nhiệm hay là ra trưởng thì em nghĩ là cái đó thì sẽ cần thời gian để tìm hiểu rõ hơn ạ. Thì ra trưởng thì anh khẳng định luôn là không có. Tại vì anh rất là nhường nhịn người yêu hay là... Tại vì là em nghĩ là một số người kiểu như mình ra trưởng nhưng mà không nhận ra. Cái đó không có đâu. Cái này là anh lý do tại sao anh giải thích hơn là bố anh là một người rất là ra trưởng. Chính vì thế mà từ năm anh học hết lớp 12 là anh đến bây giờ là anh chưa có một cuộc trò chuyện nào trọn vẹn với bố anh cả. Tại vì tính cách không có hợp. Anh vào trong này sống và anh có dự định là anh sẽ sống ở trong này. Anh hiểu thế nào là ra trưởng nên anh khẳng định 100% là anh sẽ không ra trưởng. Rồi còn trong cái tiêu chí mà anh đưa ra thì em cũng có nghe. Thì theo anh thì em đạt bao nhiêu phần trăm rồi? Em đạt khoảng 200% rồi. 200. Thôi cái đấy anh nói thật không nói quá. Anh lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là anh một cái với vóc dáng như thế này và cái tính cách như anh hơi trầm chút xíu, anh chỉ mong là một người nào đó hiền lành, nhan sắc ưa nhìn tôi, đúng là không phải là về nhìn nữa, không muốn ngoảnh đi là được. Chứ còn con gái xinh như em rồi thì nó là vượt đến mức 200% rồi. Bây giờ mình tiến tới cô gái, mình nắm tay cô gái, hát một bài tặng cô gái. Thì anh xin tặng em một bài hát đi. Anh thì thích hát karaoke lắm, nhưng mà anh lại hơi không thuộc lời, thì anh xin hát được điệp khúc rồi nhé. Rồi cứ nắm tay, hai người nắm tay nhau để trao nhau cảm xúc đầu tiên nào. Nắm tay nhé. Cảm xúc rất quan trọng lắm, nắm hai tay luôn nào. Hai tay luôn. Cảm xúc rất là quan trọng nha. Hãy cảm nhận từ bàn tay ấm ấy, hãy cảm nhận từ ánh mắt với nhau. Con xin tim nó có rung động hay không? Xin em đừng khóc khi anh không kề bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều tận sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Quá ngọt ngào. Mùi mẫn quá cơ. Cô gái dài, cô giáo chị dài lịch sử. Hát tặng bài nữa thế nào? Sao lại vừa cái là bung tay nhau ra liền vậy? Dùng quá, tim em nắm tay. Bệnh nắm tay để giữ anh cảm Quyền xúc Lên đó. Anh Quyền Lên khó lắm mà nắm rồi mà buông ra là ổng không đúng chịu. Rồi, nắm tay tiếp đi. Con xin hát vài câu hát trong bài Ước Gì của ca sĩ Mỹ Tâm ạ. Được. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng sổ gành đá ngàn câu hát yên bình. Ôi đứa nào hát cũng hay hết trơn á. Ôi ghê thiệt chứ. Rồi trở về ghế đi các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Chuẩn bị. Rồi, tìm để tay vào nút bấm. Thái Nguyên là cùng quê ngoại với tôi đó. Đồng hương đó. 1 2 3. Hết thời gian. Đấy. Cô giáo làm đúng luật quá cơ. Nay rưỡi là mình phải bấm rồi. Bấm nút là chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau nha. Và bây giờ là chứng tỏ bản lĩnh nè, hôn cô gái một cái coi. Qua chương trình thì con và Thêm xin cùng sinh sống ở nơi xa đất khách quê người. Thì con xin phép bác là chăm sóc cho Thêm sau này nếu Thêm đồng ý ạ. Và xin phép bác được cho con được hôn Thêm ạ.
em xin phép luôn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc các bạn hạnh phúc. Rồi. Hai đứa đi đường này luôn. Hãy chăm sóc và nuôi dưỡng mối tình này nha các bạn nha. Dạ. Hy vọng đây là mối tình cuối cùng trong cuộc đời của mình. Hãy chăm sóc và nuôi vợ nha. Dạ. Vợ làm giáo viên để vợ yên tâm dạy thôi. Đừng bắt nó đi tìm kinh tế. Chúc họ sớm đem thiệp cưới đến gửi chúng tôi như bao nhiêu cặp khác. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Sở trường thì chơi được các môn thể thao như là bóng đá, cầu lông, đá cầu. Thường đồng nghiệp này kia đánh giá là nhát gái. Nhát gái. Dạ. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng và em thích tham gia các hoạt động xã hội. Điểm yếu của em là em sợ nước. Dạ. Rồi sợ gì nữa em? Dạ sợ đĩa, sợ rắn anh. Mời nhà trai. Ngồi đi bạn. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn nói lớn lên nha, để hai bên cùng nghe luôn. Quyền Linh với Hồng Vân sẽ cùng chia sẻ để các bạn có thể hiểu nhau trước khi chúng ta gặp mặt. Em trai, giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Xin giới thiệu, em tên là Trần Vĩnh Thông, năm nay 32 tuổi. Dạ, em quê ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Dạ, em đang công tác giảng dạy ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh ở quận 8. À, dạ. Dạy cấp mấy Thông? Dạ, em đang giảng dạy bộ môn toán cấp 3. Bây giờ xin mời nhà gái mình giới thiệu đi nào. Dạ vâng, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và các bạn khán giả đang có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Chào em. Em tên là Hồ Thị Thu Vinh, em 30 tuổi, quê em là ở Phan Rang, Ninh Thuận. Em đang làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Ở Biên Hòa với lại quận 8 thì đi cũng được, không nói xa. Không xa lắm. Đâu có xa lắm đâu, Quyền Linh ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ Quyền Linh ở Bình Định mà, cũng đâu có gì đâu. Thành ra đừng có lo lắng chuyện vấn đề người ta yêu nhau thôi. Điểm mạnh điểm yếu của Thông là gì Thông? Sở trường thì chơi được các môn thể thao như là bóng đá, cầu lông, đá cầu. Và bóng chuyền thì chơi cũng được nhưng mà hơi không được hay cho lắm. Thông dạy được bao nhiêu năm rồi? Dạ em ra trường là lên đây giảng dạy là từ năm 2011. Tính ra công tác tới đây thì cũng đã gần 10 năm. 10 năm đứng trên bục giảng không có rung mà giờ ngồi đây rất là rung đúng không? Rồi, bây giờ mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ vâng ạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng và em thích tham gia các hoạt động xã hội. Rồi, có điểm yếu nào không? Dạ vâng, có. Điểm yếu của em là em sợ nước. Vậy chắc không bao giờ tắm quá. Dạ không ạ, tắm thì vẫn tắm nhưng mà em sợ không bơi. Không dám đi bơi đúng không? Dạ, đúng. Chị sợ bơi lắm. Dạ. Rồi sợ gì nữa em? Dạ sợ đĩa, sợ rắn anh. Hai con thấy sai cũng sợ luôn á. Dạ. Rồi em có mấy mối tình rồi? Mối tình chính thức thì chưa có chị. Đi làm thì các bạn nam cũng thích nhưng mà chủ yếu là các bạn nhỏ tuổi thôi. Nên em thấy không có hợp nên em cũng không có tiến tới. Nhỏ hơn nhiều không? Dạ cũng nhiều chị, 96, 97. À dạ. Cho nên là ngại đúng không? Dạ đúng rồi chị. Như vậy là cô gái bên đây là còn tinh khôi đó, em về tinh khôi đó. Rồi, cô gái văn phòng chưa có người yêu, Trần Thông có mấy mối tình rồi? Dạ thì về mối tình thì nói chung là chính thức thì chưa có mối tình nào. Cũng chưa luôn. Dạ. Tính em là thường đồng nghiệp này kia đánh giá là nhát gái. Nhát gái hả? Dạ. Trời ơi, thực ra mà nói hai bạn này á, về ngoại hình là có cái sự tương đồng phu thê rất là ngộ nghĩnh luôn á. Ông qua ông coi thử. Dạ. Ở đây đừng có lo, để anh với chị Hồng Vân sẽ kết nối cho. Tôi coi mắt nhà gái cái coi. Dạ em chào anh
Huyền Linh. Phan Rang, chào em gái. Dạ, chào đất anh. Nắng và gió ha. Dạ. Gió như Phan mà nắng như Rang ha. Dạ. Nhưng mà da làn da trắng tinh luôn, đâu ai nghĩ ghét Phan Rang đâu. Em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm một bạn nam chững chạc ạ. Với khuôn mặt nhìn phúc hậu một xíu. Bên đây có đó. Có hết, nãy giờ hai cái chị thấy đều có nha. Cao hơn em một xíu. Có cao. Em cao nhiêu vậy thầy? Dạ em cao 1m72. Wow, 1m72 em cao nhiêu? Dạ em cao 1m60. Rồi người ta cao hơn mình nhiều lắm luôn á. Dạ, biết quan tâm bạn gái. Có quan tâm không? Tại vì chưa có bạn gái mà mới nói mà biết quan tâm bạn gái. Hơi bỡ ngỡ. Chắc phải hy vọng là cho cơ hội để mới có dịp quan tâm. Để chứng tỏ được là mình biết quan tâm. Em phải nói là anh cần phải lo cho cái này, quan tâm cái này nè, chăm sóc cái này nè. Em phải đưa ra hết thì bạn này mới biết. Dạ. Vậy khá vậy đó. Trong tình yêu là đôi khi mình cũng phải chủ động chút xíu nha. Dạ. Chứ đừng nữa là anh phải quan tâm đi mà giờ biết quan tâm gì, gặp ta nhát mà. Mỗi em đừng có bắt anh đón ý. Em phải nói cái nhu cầu của em. Em thích vậy đó, em không thích vậy đó. Rồi em trai muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Mục tiêu chính là phải lo cho gia đình, quan tâm gia đình. Rồi em có cái mẫu hình mà lý tưởng nào cụ thể không? Vẻ bề ngoài thì dễ nhìn, phúc hậu là được. Trời. Tính tình hiền. Mà đây có hết luôn á. Tức là em không thích ở phụ nữ là nhìn ngoại hình vô, tức là có hình xăm. Không có xăm đúng không? Nhìn bạn này là biết không bao giờ xăm, sợ đau á. Trời ơi, người ta xăm vô khi nó đẹp. Xăm đau lắm. Ta xăm một cái gì đó, cái tên gì nó đẹp. Xăm bi bây giờ công nghệ 4.0 rồi, thời đại hiện đại rồi. Xăm nó cũng là một cái thẩm mỹ rất là đẹp. Đừng có cái mặt giờ xăm nguyên cái con rắn ở trên đây thì cũng đẹp thôi. Mỗi người mỗi cái cảm quan thôi. Là mình nhưng mà đó thôi. Là một bộ môn nghệ thuật nghệ thuật bây thôi. Giờ nó gọi là gì, thu tha đó. Tattoo. Em không thích gì đàn ông em? Dạ hút thuốc anh. Hút thuốc? Dạ. Gì nữa? Nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt gì nữa? Vũ phu. Chà, ba cái tính nó mệt rồi nha. Hút thuốc uống rượu còn vũ phu nữa là kinh khủng lắm á. Tính em thì hiền, chắc vũ phu thì không có. Có đâu? Không có. Hút thuốc thì tuyệt đối không. Còn về uống rượu thì ví dụ như tùy trường hợp. Mình là nam giới đàn ông mà. Ví dụ có tiệc tùng thì phải giao tiếp, phải tiếp khách thì cái đó mình uống vài chai bia hoặc vài xì rượu. Không sao. Dạ. Tôi tin thầy giáo đây uống xong xỉn ngủ à. Em đừng nói với chị là em thích một người giống anh Quyền Linh nha. Dạ đúng rồi chị. Thấy chưa? Thấy tôi hay không? Tôi đoán ý hay không? Tại vì cổ rất là mong manh. Thành ra là cái mẫu của cổ là cổ sẽ muốn một người đàn ông vững vàng, một người đàn ông của gia đình đó, một người đàn ông đen chút đặng mà pha với cái màu da của cổ. Thành ra trong đầu tôi nghĩ vậy, nên tôi hỏi vậy y chang luôn, ghê không? Muốn là một người đàn ông của gia đình thì chúng ta phải là một người đàn ông của sự nghiệp. Chúng ta có sự nghiệp rồi ta mới lo cho gia đình được. Chính vì thế nên bất kỳ người đàn ông nào tôi nghĩ rằng phải tập trung vào sự nghiệp, có cái bản lĩnh sự nghiệp trước cái đã, mình mới lo cho gia đình được. Còn mình nó lo cho gia đình mà về vợ hỏi tiền điện đâu, tiền nước đâu không có, sữa con đâu không có, tả đâu không có, không anh lo cho gia đình lắm, yên tâm anh đây chăm sóc con ẵm con được, nhưng mà tiền sữa đâu, tiền điện, tiền nước đâu lúc đó không có. Sự nghiệp thì ngon rồi phải không thầy? Dạ nói chung thì cũng ổn định. Ổn chứ, là lo được cho gia đình rồi phải không thầy? Dạ lo được cho gia đình. Vậy thêm kiếm thêm nữa. Cô bên đây chỉ mong muốn vậy thôi. Cặp này đó là rất là hợp với nhau. Cô này thì nhẹ nhàng, nữ tính ha. Mà thầy cũng trắng ha. Hả? Chứ thầy không có đen như thầy Linh. Kệ nó, đen vậy đó. Bé phải đi da vậy. Tôi mặc áo nổi là hết hôm đen em rồi. Đi với chị họ. Nhờ cái em. Áo nổi hơn da rồi. Chị Phượng. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Em là chị họ của Vinh ạ. Vinh à, chị thấy là hai em nên cho nhau một cơ hội đi Vinh. Chị thấy ông thầy sao? Thầy thì nhìn cũng phúc hậu đó ạ. Cũng chân thật. Vinh cho cơ hội Vinh ạ. Rồi hỏi thầy đi. Thầy đi với ai? Đáng lẽ là đi là có dì của em. Ừ. Nhưng mà anh ai bận đi công tác nên không có sắp xếp được công việc, nên em đi được chung với các quý thầy cô đồng nghiệp ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Linh ở quận 8. Có rồi. Thầy hiệu phó và các đồng nghiệp ở đây. Wow, mời thầy. Dạ, em kính chào anh Quỳnh Linh, cô Hồng Vân và bạn nữ bên đây. Thì bạn nữ bên đây rất là dễ thương, rất là phù hợp với lại Thông. Em hy vọng là hai bên cho nhau một cơ hội. Riêng về bạn Thông ở đây thì rất là chân thành. Tất cả mọi người trong trường đều yêu quý hết. Dạ, em xin hết. Đúng. Rồi, cảm ơn ở đây thầy. Chúng tôi đều thấy điều đó. Bây giờ ta sẽ mở rào để hai bên gặp mặt và để xem mình có nợ với nhau hay không nha. Mở rào.
À, tới đây anh có vòng tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có gói quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Thôi mở quà đi thôi. Thôi mở quà coi. Dạ vâng. À, trong này là quyển sổ. Em có viết bài thơ. Thì em xin phép đọc một đoạn. Bài thơ của em là Tự Tình. Một mình suy nghĩ mông lung, bao nhiêu ký ức ù về bên ta. Đêm buồn mưa phủ kín trời, mưa bay khắp nẻo nhạt nhòa mắt ai. Nhạc buồn tiếng hát u sầu, tình ta thắm lại biết tìm nơi đâu. Đó, trời ơi. Dạ, em xin hết ạ. Rồi, hai bạn về ghế ngồi đi nào. Anh đi dạy thì thứ bảy chủ nhật anh có phải đi dạy hay là... Chủ nhật thì chắc chắn là sẽ được nghỉ. Còn thứ bảy thì tùy có công việc thì sẽ dạy phụ đạo học sinh yếu kém rồi, hoặc là bồi dưỡng học sinh khá giỏi gì đó. Làm thì em làm giờ hành chánh hay là có tăng ca không? Công việc của em chủ yếu là làm giờ hành chánh, nhưng mà em thì em muốn xong việc rồi em mới về, nên em thường ở lại tăng ca. Bây giờ cái khó nhất là hai bạn nè, một người ở quận 8, một người ở Biên Hòa hẹn hò sao đó. Ví dụ như ngày thứ bảy hay chủ nhật gì em có thể sắp xếp thời gian rảnh được không? Dạ vâng, thứ bảy chủ nhật thì được anh. Được đó, rồi giờ sao? Thì nói chung thì... Được thì được. Sao thầy giáo, rồi được đó rồi giờ sao? Được thì nếu được thì cho nhau cơ hội tìm không hiểu. Không phải được rồi sao, cơ hội sao? Người ta sắp xếp được ở Biên Hòa đó rồi giờ sao nè? Thì em có thể là lên Biên Hòa hẹn hò được. Đúng rồi, phải nói vậy chứ. Mình phải mạnh dạn lên chút xíu mình mới có người yêu. Đây là cái duyên, mình phải bằng mọi giá nha. Tiến tới Biên Hòa luôn. Tiến tới Biên Hòa xong là bắt đầu tiến tới Phan Rang vậy hả anh? Đúng rồi. Đó. Rồi về đó trồng nho luôn. Hai bây giờ nè, em tiến tới nắm tay cô gái coi cảm nhận như thế nào. Nắm hai tay cô gái đứng lên coi nào. Đó. Nhìn nắm hai tay, nhìn nhau đi. Đó thông. Nắm hai tay luôn. Để ta nắm coi sao. Hồi đó giờ cả đời chưa có nắm tay ai đó. Nắm tay thấy sao? Thì nói chung thì cảm giác thì nắm tay bạn nữ ở trên sân khấu này thì em cũng rất hồi hộp và run. Mà thấy... Ủa sao buông tay ra rồi? Không có buông tay nắm chặt. Em thấy tay bạn lạnh quá. Vậy mình sưởi đi. Nắm lại cho nó chặt. Nắm cho bạn ấm. Nắm chặt luôn, đó. Thấy tay sao là cảm nhận ở đâu em vuốt vuốt cái tay em cảm nhận coi sao. Đúng là người chưa bao giờ nó yêu cho nó nắm tay giống như nó bụm bụm gì vậy nè. Nè nắm, trời ơi hai cái tay lạnh như đá luôn rồi đó. Đây nè hai cái tay đó, đúng rồi đó, vậy đó. Đây nè, đây nè, đây nè, đúng rồi nè. Nắm siết chặt, bóp chặt tay nhau, lấy cái tay cái rà 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 thôi. Đó, nói chung thì bàn tay em rất mềm mại. Đúng. Lần đầu tiên nè, cái cảm giác một người đàn ông nắm tay mình thấy sao, nói cho anh nghe. Dạ thì em thấy tay anh lạnh rồi chị. Tay anh cũng lạnh luôn hả? Nói chung là hai tay hai đứa cũng lạnh hết trơn. Ôi buông nữa. Có buông, nắm hoài đi. Để mình có cảm xúc với nhau phải không? Để mình quyết định thôi chứ gì chứ. Nắm tay hát đi Linh, rồi. Cho bạn hát. Rồi, hát nhìn cô gái. Hát nhìn cô gái hoài. Anh sẽ đưa em về, về với quê hương anh, về với Đồng Tháp. Rồi rồi, đúng quá, được rồi, được rồi. Hãy ngồi vào ghế. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Để tay vào nút bấm các bạn. Nếu chúng ta nghĩ trong đầu là đúng, bấm ngay. Còn nếu như chúng ta nghĩ trong đầu là không phải đâu, không phải đối tượng của mình hãy nhường nút bấm đó cho người khác, không cần phải bấm nút. Một, hai, ba. Hết thời gian. Bên đó bấm rồi đó. Tôi nghe cái cạch cạch hai bên là tôi thấy rồi đó. Được rồi đó. Trời ơi, tôi cũng mừng cho mấy người á, thiệt luôn á. Tôi mừng cho mấy người á. Các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ nắm tay khác. Không phải nắm vậy nữa. Mà chúng ta đan cái tay vào với nhau. Đó. Đó đây nè. Nè, đó, vậy đó. Nè Thông. Đó. Tôi đau quá. Cái nhẫn ngọc xoàng đau quá. Đừng buông tay nhau trong cuộc sống này. Hãy cùng nắm chặt tay để vượt qua những giông bão, để vượt qua tất cả mọi khó khăn vất vả, để đến với nhau trong suốt cuộc đời nhé các bạn nhé. Đến đây chương trình thì gặp được bạn Thu Vinh và cũng đồng ý hẹn hò.
Thì em mong thì thời gian tới thì sẽ có thời gian tìm hiểu Thu Vinh, và nếu thích hợp và phù hợp với nhau thì sẽ tiến tới hôn nhân xa hơn nữa, đúng không? À, tiến tới xa hơn. Đúng rồi. Và bây giờ xin phép hai bác cho đặt nụ hôn đầu tiên cho Thu Vinh. Cho con xin phép hai bác được hôn Thu Vinh. Biết không? Cái này chắc biết à? Có. Mày biết, mày biết ạ. À. Mày biết à? Hai bên luôn, bên kia nữa. Nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Hôn lâu lâu chút xíu. Để nguyên, để nguyên. Anh Quyền Linh, anh vui quá đó Vinh. Dạ. Thấy không, anh vui, lắm vui quá đó. Thật sự anh thấy các bạn bấm nút với nhau anh rất là vui. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN, hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc các bạn hạnh phúc. Quá trời hồng, hồng nở tắm hồng tình yêu đó em. Này mốt á, thầy giáo đi mua hoa tặng bạn gái phải đến bao nhiêu bông nó có ý nghĩa nha. Bây giờ đây là về đọc thơ ha. Đọc thơ xong rồi mai mốt làm toán đưa cho cổ đọc. Rồi chúc hai em hạnh phúc nghe. Dạ, cảm ơn. Đây tìm đây.